Thưa quý vị, sáng mai lễ khai mạc Hội khỏe phù đồng tỉnh Hưng Yên lần thứ 11 năm 2024 sẽ chính thức diễn ra tại sân vận động PVF, xã Long Hưng, huyện Văn Giang. Chiều nay, ban tổ chức tiến hành tổng duyệt lễ khai mạc. Đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo Hội khỏe phù đồng tỉnh dự và chỉ đạo buổi tổng duyệt. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất và khánh tiết cho lễ khai mạc Hội khỏe phù đồng tỉnh Hưng Yên lần thứ 11 đã cơ bản hoàn tất. Tại trung tâm bóng đá PVF, địa điểm tổ chức lễ khai mạc dự kiến có sự tham gia của trên 4.000 người, được trang hoàng cờ hoa, biểu ngữ, khẩu hiệu tuyên truyền. Chiều 13 tháng 4, ban tổ chức đã tiến hành tổng duyệt chương trình lễ khai mạc, hợp khối lực lượng tham gia phần diễu hành và nghi lễ, ghép hoàn thiện tổng thể chương trình, đồng thời kiểm tra, rút kinh nghiệm về công tác tổ chức. Thực hiện sự chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh cũng như là ban chỉ đạo, thì ban tổ chức đã chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tốt hội khỏe phù đồng cấp huyện và cấp trường. Và đến thời điểm này thì hội khỏe phù đồng cấp tỉnh đã được triển khai một cách đầy đủ, các bộ phận cũng như là các tiểu ban đã thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ của mình và đến thời điểm này đã hoàn tất. Và quy mô năm nay của hội khỏe phù đồng năm 2024 lớn hơn quy mô của những năm trước. Em thấy là Văn Giang năm nay được chọn đọc hội khỏe thì là một cái vinh dự. Và bọn em cũng rất là hào hứng khi được tham gia cái này và cũng là được một lần trải nghiệm, một lần trong đời ạ. Và không khí ở đây hôm nay đi tập cũng thấy là đông đủ và thấy rất là hào hứng. Điểm nhấn trong lễ khai mạc là chương trình nghệ thuật mang tựa đề Học sinh Hưng Yên vươn lên chinh phục đỉnh cao trí thức, gồm 3 chương có quy mô hoành tráng với sự tham gia của hàng trăm diễn viên, học sinh, nội dung quảng bá, ca ngợi mảnh đất và con người Hưng Yên, đồng thời khích lệ phong trào thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe, chinh phục tri thức ở lứa tuổi học sinh. Lễ khai mạc Hội khỏe phù đồng tỉnh Hưng Yên lần thứ 11 sẽ diễn ra vào 8 giờ sáng ngày 14 tháng 4 tại sân vận động PVF huyện Văn Giang và được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên.